Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty Cờ Bịp làm cái video là giới thiệu để các bạn cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì với cái sản phẩm này thì các bạn đi đến bất kỳ cái sân chơi nào, các bạn cần luôn cho tôi một cái bộ bài như này là các bạn có thể chơi được, bịp được luôn, nhìn cái bài như bài ngược luôn. Thì hôm nay thì tôi giới thiệu đến các bạn cái kính áp tròng của Mỹ 9D nhìn xuyên bài và cái kính hộp nhôm của Nhật Bản và kính hộp gỗ của Mỹ. Đấy, đây là ba cái sản phẩm là bán rất là chạy và hiệu quả, độ bền cao của bên công ty của chúng tôi. Tôi thì có hai trụ sở chính, đó là Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn có thể alo trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình để mà nhân viên tư vấn, mà các bạn có thể qua trực tiếp về hàng test luôn. Đấy, thì đây, đây trước mặt các bạn này, kính Mỹ 9D này, đấy, nhập khẩu từ Mỹ này, USA này. Đây, bên trong thì có chứa một cái nọ đựng cái mắt len, mắt tròng và một cây đeo. Đây cái cây đeo kính nhé. Còn đây là cái hộp để mà các bạn đi xa thì các bạn đụng vào nó. Thì cái cách thức chơi của cái kính này rất đơn giản thôi. Còn nó có thể nói là cái đồ bịp hiệu quả nhất và dễ chơi nhất. Thì đây mình sẽ giới thiệu qua cái cấu tạo của cái kính này. Thấy bên trong cái lọ kính này, các bạn dùng cái tăm bông máy này, các bạn lấy ra này, đây. Đây là cái kính áp tròng để các bạn đeo vào mắt này. Đấy, thì có nhiều bạn đặt câu hỏi là màu như này thì đeo vào mắt có lộ không ạ? Mình sẽ khẳng định luôn các bạn là khi đeo vào mắt là nó trùng với màu mắt luôn. Cái cách đeo rất đơn giản này. Đây các bạn chỉ cần đặt lên cây đeo như này. Đấy là bằng lụa nhá. Đây là hai cái mắt đây. Mình sẽ giữ được tách ra này. Đấy. Nó bằng lụa thì nó rất là bền luôn đây. Các bạn nhìn kỹ này. Khi các bạn để như bạn úp thẳng mắt thì nó sẽ tự động khớp vào cái mắt của các bạn. Để các bạn nhìn bài là như bài ngược luôn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính này và cái camera để các bạn thấy khi mà các bạn nhìn bài nó sẽ như nào nhé. Đây. Thì đây là một cái bộ bài đơn bờ cao hoàn toàn là bình thường khi mà chưa đeo kính áp tròng. Đấy. Bây giờ mình sẽ đeo kính áp tròng vào cái mắt camera, khi mình đang quay nó sẽ nhìn như nào. Tất nhiên thì là khi mà các bạn đeo vào mắt của các bạn sẽ có rõ gấp 10 lần khi mình đeo cái kính thử này vào cái mắt camera nhé. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là rõ nét này. Các bạn nhìn thấy đây là ông K này. Đấy, mình sẽ cho bạn xem này, Q này. Đấy, con G này, con 10, 10 là cái dấu cộng này. Đấy. 9 là cái móc chìa khóa này, chỉ có hai con này khác biệt nhất thôi. Đấy, 8 này. Các bạn nhìn chưa? 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, ác này. Và một cái điều đặc biệt nữa, cái này có thể phân được cả chất luôn các bạn nhá. Đây mình sẽ lấy cho các bạn bốn con chất ra khác nhau ra này. Để mình chỉ cho các bạn này. Bốn con K đi. Sẽ lấy bốn con K có chất khác nhau này nhá. Để mình chỉ cho các bạn nhá. Khi các bạn chơi các bạn nhìn chất là rất là ok, dễ luôn. Đây là con chuồn này và một con sẽ lấy bốn con ca đi. Đây. Cho chỉ các bạn xem này. Đấy, sự khác biệt này. Con bích thì là nó sẽ không có một cái gì luôn. Đây hẳn như con bích này. Đấy. Con này, đây mình đánh dấu bên góc này. Các bạn nhìn thấy chưa, cái lứt cái chấm chưa? Thì là con cơ. Và đánh chấm bên tay trái này là con rô. Và ở trên này là con chuồn, con tép. Đấy. Các bạn nhìn thấy chưa? Khi chơi mà các bạn nhìn thấy bài như bài ngược này thì các bạn sẽ chiến thắng 100%. Đấy. Rất là dễ chơi và hiệu quả. Đây. Các bạn nhìn này. Đấy, nhìn chưa? Nhưng mà khi bỏ kính ra lại như trở về bình thường này. Đấy. Thì các bạn nhìn thấy cái lưu ý cho mình này. Khi bạn đi chơi, bạn nhìn thấy bài ngược này, các bạn áp dụng cho tất cả các môn bài ở Việt Nam. Với cái mẫu bài ấy, thì mình cũng nói luôn là phải đi kèm với kính bên nhà mình nhá. Thì cái sản phẩm kính áp tròng 9D này nó có rất nhiều ưu điểm, đó là đeo mắt êm này, thời gian đeo dài và nhìn bài là siêu nét luôn. Và cái mẫu bài thì các bạn chơi tất cả các vùng miền, các bạn chơi mẫu gì nhà mình đều có để cung cấp cho các bạn đấy. Chẳng hạn như mẫu 2K2001 này là cái mẫu phổ thông thị trường ở Việt Nam. Đấy, bán theo cây như này, đây là một cây 10 bộ như này. Và mẫu tiếp theo thì là mẫu đô la trắng, đô la vàng. Đấy. Rồng đỏ, rồng vàng, rồng đỏ, rồng vàng. Các bạn nhìn đi. Và đặc biệt những các bạn ở đi xuất khẩu lao động nước ngoài như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc thì bên mình đặt nhận làm riêng. Và có những cái mẫu bài nhựa. Đấy, bài nhựa nước ngoài như này. Đây bằng nhựa, bài nhựa ni lông nhé.
đây bài xanh này, cái mẫu bài đó là mẫu bài sơ hồ như này đấy, các bạn chơi thì mẫu đồ bịp thì các bạn có thể qua trực tiếp hai trụ sở chính Hà Nội và Sài Gòn để mà test hàng. Thì còn các bạn ở xa thì mình có thể gửi đường bưu điện hoặc là đường xe về ship đến các bạn, các bạn nhận hàng kiểm tra đúng hàng thì thanh toán cho đơn vị giao hàng. Thì cái video tiếp theo thì bên nhà mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái máy đánh bài mã vạch. Thì các bạn lưu ý cho mình một cái quan điểm rõ ràng như này: khi các bạn đi mua hàng á, các bạn nên đến những cơ sở lớn như mình để được hàng hóa, thứ nhất là giá tận gốc này, cái thứ hai là có địa chỉ rõ ràng để bảo hành cho các bạn. Rồi cảm ơn các bạn xem video. Xin chào tất cả các bạn, ngày nay thì công ty máy đánh bài bịp CVK Việt Nam làm cái video để giới thiệu để các bạn cái dòng máy đánh bài mới ra mắt của hãng. Đầu tiên tôi giới thiệu với các bạn con máy đánh bài CAC 700, đấy, được ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. CVK 900 được ngụy trang là một chiếc iPhone 13 này, rất là đẹp luôn, đấy, thiết kế cực đẹp luôn, iPhone 13 Pro nhé. Và CVK 680S đấy, ngụy trang trên nền một chiếc iPhone 8 này. Và một con máy đánh bài cũng CVK được ngụy trang là một chiếc Samsung. Tôi sẽ đi vào tôi test cho các bạn cái tốc độ báo bài của từng con máy xem như nào nhé. Đầu tiên tôi sẽ test cho các bạn con máy đánh bài CAC 700 này. Tôi sẽ chơi môn liêng nhé. Cái máy này chơi được tất cả các môn bài ở Việt Nam như ba cây, liêng, sâm phẩm, chẵn, ngoài Bắc này. Đấy, trên trong miền Nam thì bài cào, bình sập sám, biến độ, gò hờn ngâm lá, bình. Thế đây là cái giao diện của máy này. Đấy, giao diện iPhone. Mỗi một cái máy này nó sẽ có cái mật khẩu riêng để các bạn vào đăng nhập vào. Đấy, trò chơi tốt trong này tôi sẽ đánh các bạn môn liêng để các bạn thấy được tốc độ báo bài. Có bạn muốn xem cái chi tiết về máy hơn, về gần quay gần hơn thì tôi sẽ gửi qua Zalo cho về hình ảnh máy cũng như là về cái video chi tiết hơn. Lần tôi test nó sẽ hơi xa thì các bạn sẽ hơi khó nhìn một tí. Tôi chơi môn liêng mà tôi để là 4 người chơi. Đây, cho bạn xem tốc độ báo bài của nó này. Đây, cái chiều camera của nó là các bạn đặt cái này nhá. Đây, tôi sẽ đọc quay lại cái chiều camera để một quay vào bài. Đây. Đấy, cắt đi này. Đấy, rất nhanh luôn. 4 người chơi. Máy báo 4. Đây một liêng nhá. Đấy. 1 này, 2 này, 3 này, 4 à đây, 1 2 3 4 này, đây 4 số 4 này 9 điểm này. Đấy, báo là chuẩn xác 100%, không có chuyện sai được nhá. Riêng máy báo là chỉ có chuẩn xác 100% thôi. Đấy, những nào lại không qua được 9 điểm. Đấy. Đây. Đây, tôi sẽ tăng một người chơi lên, tôi test các bạn này. Đấy, các bạn bấm tăng là các bạn bấm lượng âm lượng. Bài để ngang dọc không quan trọng thì 1, 2, 3, 4, 5 này. Máy 33 là chắc chắn nó 3 lớn nhất rồi. Đấy, 1, 2, 3, 3 là 9 điểm này. Đấy, những nhà còn lại không qua rồi. Bây giờ tôi sẽ chuyển sang môn bài binh sáu lá của miền Nam, hay còn gọi là binh Ấn Độ. Test cho bạn cái máy bài CAC 700 này. Các bạn chuyển môn chơi thì mất khoảng tầm 3 giây thôi. Đây, tôi sẽ để chế độ là 4 người chơi và bạn vất báo một nhà lớn nhất nhé. Đây, đặt này, đặt báo này, cắt này. Đấy, bình lớn độ này, máy báo 4 là 4 lớn nhất. Đấy, 98 luôn rồi này. Đây, 98 này. Đấy, đây là binh Ấn Độ hay còn gọi là ba cái đôi đó. Những nhà còn lại chắc chắn không thể qua nhà này rồi. Đấy, 98 là ok rồi, một điều chắc chắn là không thể qua được. Đấy, tôi sẽ test qua các bạn như thế từng cái dòng máy để các bạn thấy được hiệu quả của nó này. Tiếp theo
là tôi sẽ test đến con máy nhé. CVK 900, đây iPhone 13 Pro Max. Tôi sẽ test cái môn liêng nhé. Khi các bạn chơi thì nó sẽ có một cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ. Thì đây, đây là cái tai nghe của nó này. Đây, máy này. Đây. Đây là cái tai nghe Bluetooth không dây siêu nhỏ này. Cho các bạn xem này, nó sẽ báo cái tai nghe này. Đấy. Rất là nhỏ luôn, các bạn cho vào trong sâu tai luôn. Đây, đi đến tốc độ báo bài của con máy bài CVK 900. Tôi để 4 người chơi và báo một nhà lớn nhất môn bài liêng. Nhà số 3 thế này, nhà lớn nhất. 1, 2, 3 các bạn nhìn này, nhà 3 9 điểm rồi này. Đây. Đấy, báo rất nhanh luôn nha. Đây là con máy bài CVK 900 này. Các bạn thấy tốc độ của bài của nó rất là ok luôn. Tiếp theo là con máy bài CVK 680S. Đây, đây là con máy bài CVK 680S này, được ngụy trang trên là một chiếc iPhone 8. Về giao diện các bạn có thể gọi điện nó như một chiếc iPhone bình thường này. Đấy, tôi sẽ đánh các bạn môn bài liêng nhé. Đấy, 5 người chơi, tôi để chế độ làm báo hai nhà lớn nhất môn liêng. Đây, phải báo 1-3, 5 người chơi. Nghe máy để được 6 người chơi, mình chia 5 người. Đây, máy báo 1-5. 1-5 này, 1 là 9 điểm này. Đấy, 2-3-4-5 này, 5 này, nhà số 5 này là 7 điểm này. Nhà số 5 là lớn nhì này. Đến những nhà này thì chỉ có 3 mới 4 điểm thôi. Đây, nhà 5 này. Đấy, máy báo là chuẩn xác 100% luôn. Đây, nhà này 1 điểm. Đấy, tiếp theo là cái máy Samsung. Đây, đây là một cái máy Samsung này. Tôi test luôn cho các bạn. Xin chào tất cả các bạn, ngày hôm nay thì công ty Cầu Bịp làm cái video để giới thiệu để các bạn cái sản phẩm là kính áp tròng nhìn xuyên bài. Thì với cái sản phẩm này thì các bạn đi đến bất kỳ cái sân chơi nào, các bạn chuẩn luôn cho tôi một cái bộ bài như này là các bạn có thể chơi được, bịp được luôn, nhìn cái bài như bài ngược luôn. Thì hôm nay thì tôi giới thiệu đến các bạn cái kính áp tròng của Mỹ 9D nhìn xuyên bài, và cái kính hộp nhôm của Nhật Bản và kính hộp gỗ của Mỹ. Đấy, đây là ba cái sản phẩm là bán rất là chạy và hiệu quả, độ bền cao của bên công ty của chúng tôi. Tôi thì có hai trụ sở chính, đó là Hà Nội và Sài Gòn. Các bạn có thể alo trực tiếp cái số điện thoại trên màn hình để mà nhân viên tư vấn, mà các bạn có thể qua trực tiếp về hàng test luôn. Đấy, thì đây, đây trước mặt các bạn này, kính Mỹ 9D này, đấy, nhập khẩu từ Mỹ này, USA này. Đây, bên trong thì có chứa một cái nọ đựng cái mắt len, mắt tròng ạ,
và một cây đeo. Đây là cái cây đeo kính nhé. Còn đây là cái hộp để các bạn đi xa thì các bạn đụng vào nó. Thì cái cách thức chơi của cái kính này rất đơn giản thôi. Còn nó có thể nói là cái đồ bịp hiệu quả nhất và dễ chơi nhất. Thì đây mình sẽ giới thiệu qua cái cấu tạo của cái kính này. Thấy bên trong cái lọ kính này các bạn dùng cái tăm bông máy này. Các bạn lấy ra này. Đây. Đây là cái kính áp tròng để các bạn đeo vào mắt này. Đấy. Thì có nhiều bạn là câu hỏi là màu như này thì đeo vào mắt có lộ không ạ? Mình sẽ khẳng định luôn các bạn là khi đeo vào mắt là nó trùng với màu mắt luôn. Cái cách đeo rất đơn giản này. Đây các bạn chỉ cần đặt lên cây đeo như này. Đấy là bằng lụa nhé. Đây là hai cái mắt này. Mình sẽ giữa lụa tách ra này. Đấy. Nó bằng lụa thì nó rất là bền luôn đây. Các bạn nhìn kỹ này. Khi các bạn để như bạn úp thẳng mắt thì nó sẽ tự động khớp vào cái mắt của các bạn để các bạn nhìn bài. Nhìn bài là như bài ngược luôn. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ đeo cái kính này và cái camera để các bạn thấy khi mà các bạn nhìn bài nó sẽ như nào nhé. Đây. Thì đây là một cái bộ bài đỡ bờ cao hoàn toàn là bình thường khi mà chưa đeo kính áp tròng. Đấy. Bây giờ mình sẽ đeo kính áp tròng vào cái mắt camera khi mình đang quay nó sẽ nhìn như nào. Tất nhiên thì là khi mà các bạn đeo vào mắt của các bạn sẽ có rõ gấp 10 lần khi mình đeo cái kính thử này vào cái mắt camera nhé. Đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất là rõ nét này. Các bạn nhìn thấy đây là con K này. Đấy, mình sẽ cho bạn xem này, Q này. Đấy, con G này, con 10, 10 là cái dấu cộng này. Đấy. 9 là cái móc chìa khóa này, chỉ có hai con này khác biệt nhất thôi. Đấy, 8 này. Các bạn nhìn chưa? 7 này, 6 này, 5 này, 4 này, 3 này, 2 này, A này. Và một cái điều đặc biệt nữa, cái này có thể phân được cả chất luôn các bạn nhá. Đây mình sẽ lấy cho các bạn bốn con chất ra khác nhau ra này. Để mình chỉ cho các bạn này. Bốn con K đi. Chỉ lấy bốn con K có chất khác nhau này nhá. Để mình chỉ cho các bạn nhá. Khi các bạn chơi các bạn nhìn chất là rất là ok dễ luôn. Đây là con chuồn này và một con đây sẽ lấy bốn con ca đi đây cho chỉ các bạn xem này. Đấy, sự khác biệt này. Con bích thì là nó sẽ không có một cái gì luôn. Đây chẳng như con bích này. Đấy, con này đây mình đánh dấu bên góc này, các bạn nhìn thấy chưa, cái lúc cái chấm chưa, thì là con cơ. Và đánh chấm bên tay trái này là con rô, và ở trên này là con chuồn, con tép. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa, khi chơi mà các bạn nhìn thấy bài như bài ngửa này các bạn sẽ chiến thắng 100%. Đấy, rất là dễ chơi và hiệu quả. Đây các bạn nhìn này. Đấy, nhìn chưa, nhưng mà khi bỏ kính này lại như trở về bình thường này. Đấy, thì các bạn nhìn thấy cái lưu ý cho mình này. Khi bạn đi chơi bạn nhìn thấy bài ngửa, các bạn áp dụng cho tất cả các môn bài ở Việt Nam. Với cái mẫu bài ấy, thì mình cũng nói luôn là phải đi kèm với kính bên nhà mình nhá. Thì cái sản phẩm kính áp tròng 9D này nó có rất nhiều ưu điểm, đó là đeo mắt êm này, thời gian đeo dài và nhìn bài là siêu nét luôn. Và cái mẫu bài thì các bạn chơi tất cả các vùng miền, các bạn chơi mẫu gì nhà mình đều có để cung cấp cho các bạn nhé. Chẳng hạn như mẫu 2K2001 này là cái mẫu phổ thông thị trường ở Việt Nam. Đấy, bán theo cây như này, đây là một cây 10 bộ như này. Và mẫu tiếp theo là mẫu đô la trắng, đô la vàng. Đấy. Rồng đỏ, rồng vàng, rồng đỏ, rồng vàng. Các bạn nhìn thấy. Và đặc biệt những các bạn ở đi xuất khẩu lao động nước ngoài chẳng như Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc thì bên mình đặt nhận làm riêng. Và có những cái mẫu bài nhựa. Đấy, bài nhựa nước ngoài như này. Đây này bằng nhựa, nhưng mà nhựa nó ni lông nhá. Đây bài xanh này. Những mẫu bài đó là mẫu bài